đen. Thì đối với điều trị nám chân đinh thì chúng ta sẽ chọn cho em mục là tán nhang nhé. Tiếp theo, đầu laser chúng ta sẽ phải kiểm tra ở trên máy sẽ là laser bao nhiêu ạ? Nám chân đinh bắn laser gì ạ? Chính xác chưa ạ? Ok rồi đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cho em mức năng lượng là thấp nhất. Rồi, tần số chúng ta vẫn để 3 như bình thường. Đó. Sau đấy chúng ta sẽ ấn bắt đầu như thế này thôi thì laser nó đã vào trong máy rồi. Còn ngoài ra cái đầu laser 1064 này nó không có công dụng để làm gì nữa. Ngoài nám chân đinh ra thì nó còn điều trị cái gì nữa? Hoặc là nó sẽ giúp có công dụng để làm gì? Ừ, điều trị sẹo hoặc gì nữa? Mọi người, búp bê mặt đen mọi người bắn bằng gì? 1064 đúng không? Ở đây xóa lông mày, xóa hình xăm thì đối với 1064 nó sẽ bắt màu đen, xanh đen. Sẽ áp dụng đối với những cái chân mày mà mới đó, chỗ xanh xanh đen thì nó sẽ bắt được laser 1064. Và đối với lông mày khi nó chỗ đỏ chúng ta sẽ dùng màu gì để chúng ta bắn để hút lại 532 để lấy nốt màu đỏ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào da của khách để mình sẽ xem. Rồi em hãy bật đèn này, lưu ý khi bật đèn nhé, chúng ta sẽ bật ra ngoài sau đấy chúng ta mới đưa vào, từ từ để khách đỡ bị giật mình nhé mọi người nha. Rồi đối với nền da này này, thứ nhất thì da này của có cái gì ạ, bị bệnh lý gì đây mọi người? À, thứ nhất là sẽ có nám mảng này. Nám mảng ở đâu ai chỉ cho em xem đi ạ? Đó, nám mảng thì biểu hiện của nám mảng như thế nào ạ? Ơ ơ nó lành mảng nhau. À, hành mảng như thế nào, mọc như thế nào đây em? Mọc xung quanh mặt. Mọc xung quanh hai bên, ở bên má, nang bên trái. À, nám mảng thì nó sẽ có xu hướng là mọc ở hai bên má, hay còn gọi là nám cánh bướm, và nó sẽ có xu hướng lan từ má lên trên trán giống như một làn khói ở trên trán của chị cũng có này. Và cũng có làn ở dưới cằm luôn. Và của chị cũng có mấy nốt tàn nhang nữa. Nhưng mà tàn nhang thì đợt trước mình chấm thì đã xử lý được tàn nhang rồi. Và bây giờ da của chị còn nám chân đinh. Và trong quá trình điều trị nám chân đinh ấy, thì mọi người thấy ban đầu à thấy nó mờ đúng không? Và thấy nó nhỏ. Nhưng sau quá trình chúng ta bắn thì cái nám đấy nó sẽ đậm lên dần. Đó. Bởi vì sao ạ? Đúng rồi. Nó sẽ làm vỡ chân nám. Và nó sẽ nhìn cảm giác nó đậm hơn và nó lan rộng hơn. Tuy nhiên đấy là bước đầu của gì điều trị nám chân đinh. Đó, thì nó sẽ có cái hiện tượng như vậy. Ví dụ như nám chân đinh ban đầu nó là một cái đinh đi, sau đấy chúng ta giống như một cục đá đó, sau đấy chúng ta sử dụng máy laser chúng ta bắn vào thì các cái viên đá nó vỡ vụn ra đó. Cái sắc tố ở của nám chân đinh nó cũng như thế, nó cũng là một cục, sau đấy mình dùng máy laser để mình phá vỡ nhỏ các cái sắc tố đấy ra, sau đấy những cái sắc tố đấy nó sẽ đào thải trên bề mặt hoặc là nó sẽ gọi là đào thải qua máu. Đấy là đối với nám chân đinh. Và nám chân đinh và cái phác đồ điều trị đầu tay của các bác sĩ hoặc là các cái chủ spa thì người ta sẽ thường là bắn laser là đầu tiên đó, không sử dụng gọi là các cái phương pháp gọi là phi kim lan kim, cái đấy thì nó sẽ không đạt hiệu quả cao mà sẽ phải dùng máy laser, và đặc biệt sẽ dùng máy laser 1064 để người ta đi sâu xuống dưới và bắn phá vỡ các cái sắc tố. Và nám chân đinh thì nó sẽ mọc có xu hướng như thế nào mọi người, ôn lại bài mọc đối xứng hai bên gò má và nó có những cái nốt đó, mọi người thấy những cái nốt tròn như thế này không đó, tròn đây như này đấy, những cái đốm đốm như thế này và nó đậm thì đây chính là nám chân đinh. Tuy nhiên nó chỉ có xu hướng mọc đối xứng thôi, còn bên này thì mọi người chỉ có thấy vài nốt thôi đúng không ạ đó. Và đa số cái nám chân đinh này nguyên nhân là do vì sao mà nó nổi lên ạ? Đâu rồi mọi người? Nám chân đinh này hay còn gọi là nám nội tiết. Và ở trong thuật ngữ thì nó không có từ nám chân đinh, mà người ta gọi đây là bớt hori. Bớt hori nhé mọi người nhé. Và đối với cái bớt hori này ấy, hay còn gọi là nám nội tiết. Đó, nó là từ bên trong và liên quan đến thận, thận âm, thận dương gì đấy. Thì nó sẽ đẩy lên trên bề mặt. Đó, và nó liên quan tới bệnh lý từ bên trong. Thì khi mà chúng ta điều trị nám chân đinh này ấy, thì nó sẽ có mất nhiều thời gian không mọi người? Có, mọi người học hết rồi đúng không? Sẽ mọc điều trị rất là dài. Tuy nhiên khi chúng ta mà điều trị đã đỡ rồi thì nó khả năng tái lại nó như thế nào ạ? Khả năng tái lại rất là thấp đúng không? Tuy nhiên cái gì mà càng dễ điều trị thì càng dễ tái lại. Còn cái gì mà điều trị càng khó thì khả năng tái lại nó rất là thấp. Được chưa ạ? Và bây giờ đối với ca này
Thì sau 2 buổi em bắn laser 1064 thì da này nó đã, nói chung là cái nám nó vỡ chân ra một tí, vỡ chân ra một tí rồi. Và cái ca này ấy, thì em cũng nói trước với chị luôn là cái ca này điều trị khá là lâu dài vất vả, vì vậy là rất dễ bị nản đó, đúng không ạ? Tâm lý của khách mà kiểu điều trị vài buổi rồi mà thấy nó chưa đỡ thì người ta dễ bị nản, đúng không? Cái này đặc biệt muốn điều trị mà nó đạt hiệu quả cao thì chúng ta cần phải có sự đồng hành của khách hàng nữa. Người ta phải làm sao gọi là phải tin tưởng mình ấy, và đừng có sốt ruột hoặc là kiểu mình thấy cái phương pháp này phương pháp kia nó ok hiệu quả ấy, thì người ta theo. Thế nên là cái phương pháp điều trị của mình đôi khi nó sẽ bị ngắt quãng đó, hoặc người ta sẽ bỏ dở thì đâm ra thì nó sẽ không hiệu quả, đúng không mọi người? Vì vậy là mình sẽ phải ổn định tâm lý cho khách hàng trước, sau đấy mình mới bắt đầu vào điều trị nám chân đinh, được chưa ạ? Và đối với nám này thì là nám nội tiết từ bên trong, có nghĩa là nó sẽ từ bên trong nó phát ra, đúng không? Thì nếu mà chúng ta muốn cái hiệu quả và hạn chế cái khả năng nó tái lại cũng như là điều trị nó nhanh hơn thì chúng ta sẽ cần phải uống từ bên trong và kết hợp bôi ở bên ngoài, đúng không ạ? Nhưng chúng ta mỗi tác động từ bên trong, tuy nhiên nó là nội tiết mà. Đó, khi chúng ta điều trị nó mờ đi thì ở bên trong nó vẫn đẩy lên. Nội tiết ở đây có nghĩa là gì? Ở trong cơ thể chúng ta sẽ có hormone. Đó. Ở trong cơ thể chúng ta sẽ có hormone estrogen và proestrogen. Thì hai cái yếu tố đấy, hai cái nội tiết đấy thì nó sẽ quy định cho cơ thể chúng ta gọi là được da dẻ mịn màng này. Nó sẽ làm cho buồng trứng chúng ta, có nghĩa là nó sinh sản tốt này. Có nghĩa là liên quan đến vấn đề về sinh sản. Đó. Và nó sẽ làm cho da dẻ chúng ta mịn màng này, da đổ dầu ra ok này. Đó. Da trắng sáng lên này. Tuy nhiên những cái người mà kiểu người ta mệt mỏi này, hay làm việc thức khuya này, hay suy nghĩ stress này, thì cái hormone này nó sẽ bị suy giảm và rối loạn, thì đâm ra người ta sẽ bị lên nám nhiều hơn. Đó, đâm ra thì mình sẽ phải kết hợp cho người ta uống từ bên trong nữa, đúng không ạ? Càng uống bên trong thì nó càng hiệu quả càng cao. Rồi em ôn lại lý thuyết cho mọi người một chút, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào điều trị. Đối với nền da khách này, ngoài có mụn da này, có một vài lên một vài cái mụn ẩn này, thì em sẽ xử lý trị cái mụn trước, sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu xử lý nám chân đinh và nám mảng. Và nám mảng của chị này không phải là nám mảng nông ở trên bề mặt đâu mọi người ơi. Đây đây, mọi người căng ra này, em hướng dẫn cho mọi người một cách mà mọi người có thể là phân biệt được là nám nông hay là nám sâu nhé. Ví dụ như đây là nám mảng đi, chúng ta sẽ dùng tay chúng ta căng ra. Đó. Cái này gọi là tương đối chính xác thôi chứ không thể nào chính xác 100% được. Chính xác 100% thì chúng ta sẽ dùng máy soi da để chúng ta soi nhé. Rồi chúng ta căng bề mặt ra. Nếu mà thấy nám nó lờ mờ, nó ở trên bề mặt ấy, thì đấy là chính là nám nông ở trên bề mặt. Nếu mà chúng ta căng mà thấy nó chìm ở bên dưới, nó như những cái kẽ da ấy, nó chìm ở bên dưới. Mọi người có thấy nó chìm ở bên dưới không ạ? Không thấy nó ở trên bề mặt thì đây chính là nám mảng trung bì. Nám mảng trung bì nhé mọi người nhé. Thì những cái nám này chúng ta sẽ cũng dùng 1064 để chúng ta bắn luôn. Đó. Và điểm cuối lâm sàng của bắn laser thì chúng ta sẽ không bắn chảy máu, mà chúng ta chỉ bắn hồng da thôi, không chảy máu ạ. Nếu mà bắn chảy máu thì sao ạ? Nó sẽ bị thâm, bị tăng sắc tố, được chưa? Vì vậy nên là chúng ta sẽ chỉ là bắn hồng da lên thôi. Rồi, và bây giờ em sẽ xử lý cái mụn này cho chị ấy. Rồi, bạn Oanh sẽ nhắc lại cho chị quy trình nặn mụn. Gì nữa? Dao gì? Dao gì? Da như thế nào, mụn như thế nào thì em mới dùng da này một. Viêm nang bọc thì chúng ta mới dùng da số 11. Còn mụn đầu đen với mụn ẩn các kiểu thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Kim chích mụn. Và đặc biệt khi mụn viêm thì em sẽ dùng cái gì để em xử lý? Tăn bông và... Để cho chị khăn để chị quấn cái tóc của chị. Hết hết cái kim chích rồi cho nên là đây đây một coi thôi chị. Kim chích rồi cho nên là em dùng sao số 11 tạm.
Đối với khách tóc ngắn thì chúng ta sẽ không hất lên đấy mọi người nhé, mình sẽ để xuôi theo chiều tóc của khách luôn, không hất ngược lên tí dựng đứng lên này. Rồi sau khi mà chúng ta sát khuẩn xong thì mình sẽ tiến hành là lấy nhân mụn sơ cho khách thôi. Ví dụ quá nhiều mụn chúng ta sẽ ưu tiên là điều trị mụn trước. Tuy nhiên khách có vài cái mụn thì chúng ta có thể là kết hợp trong quá trình điều trị là mình lấy luôn. Rồi ở bên thái dương này của chị có vài cái mụn ẩn này mọi người. Căng ra. Khai thông đầu mụn. Đừng có ấn cái đấy, ấn nó bị bẩy lên đấy. Đây, ở mụn là nó có cái chân ở đây này. Nếu mà chúng ta lấy sót thì khả năng lên lại nó rất là cao. Cho nên là mình phải xem mình lấy sạch chân đi. Và cái chân của mụn ấy thì nó sẽ thường có cái độ mềm ấy. Đó, và nó có màu trắng. Đấy là cái chân mụn. Cái này nó cứ đè vào dầu chữ này. Cái đèn ấy. Thôi 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 ra. Em sẽ lấy cho chị những cái nhân mụn cứng thôi. Có ai nhớ quy trình điều trị tán nhang không ạ? Chị Luyên. Chị cần nói phác đồ cho em thôi. Có mấy phác. Xong làm gì nữa ạ? Có phải da nào chúng ta cũng peel không ạ? Để da như nào? Đấy nữa. Da khỏe mới peel. Sau peel thì chị sẽ làm gì ạ? Em để cái này đây này. À, từ 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 từ. Cho vào. Đi vậy. Sau peel của chúng ta sẽ làm gì nữa? Sau peel và chấm xong thì mình sẽ dặn khách như thế nào? Cách sử dụng kem như thế nào ạ? Anh để sát lại cho em đi.
sử dụng kem tái sinh, mục đích sử dụng kem tái sinh để làm gì? Tránh bị thâm. Và gì nữa? Khi chúng ta bắn xong thì da đang tổn thương thì mục đích của cái đấy để làm gì ạ? Đúng rồi, để phục hồi và tái tạo da tốt hơn. Sau khi mà chúng ta bôi tái sinh thì mình sẽ làm sao nữa ạ? Bao lâu thì bong? Sau đấy thì bôi kem gì? Sau đấy thì mình sẽ phải bôi cho em tế bào gốc. Tầm khoảng 3 đến 5 hôm cho da nó khỏe đã. Sau đấy mới bắt đầu vào bôi vào kem bộ 3. Kem bộ 3 sẽ dành cho những cái da nào ạ? Chị Hằng bổ sung lên hả? Bộ ba dùng được cho da nào hả chị ơi? Da mới điều trị á? Có nghĩa là da như thế nào ạ? Da khỏe. Da khỏe, dày sừng. Gì nữa không ạ? Vậy sau khi mà da đẹp rồi thì chúng ta sẽ phải làm sao? Và gì nữa không ạ? Bôi cái gì để ức chế? Đúng rồi, bôi bộ ức chế. Da đẹp rồi là phải bôi ức chế. Để mình giữ cho da nó được đẹp như thế. Đau quá không chị? Nhất chị anh Trương lớp trưởng trật tự ấy dèm em đây. Rồi chị Liên ơi, hoạt chất gì để phục hồi da đấy chị Liên ơi? Đâu rồi? Hết rồi chị. Ceramide nằm ở lớp nào của da? Em bỏ chân vào đây. Ceramide nằm ở đâu mọi người ơi? Mình sẽ đi
lớp sừng của lớp biểu bì hôm qua lại bảo lại hôm nay lại lớp đáy chứ mày, lớp đáy còn hỏi ở lớp trung bì nữa cơ, học chán. Lớp sừng của lớp rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bắn nám chân đinh nhé mọi người nhé. Đối với nám chân đinh thì chúng ta sẽ căng cái vùng da này và chúng ta để cao lên như này đã. Nếu mà chúng ta để mạnh nhất thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng đến 5 đến 7 cm. Còn nếu chúng ta để thấp thì nó sẽ cái spotlight của nó sẽ nhỏ hơn và cái năng lượng nó sẽ ít hơn. Đó, còn khi mà chúng ta để lên cao spotlight nó sẽ to và mức năng lượng nó sẽ mạnh hơn, rơi vào tầm khoảng 5 cm, 5 đến 7. Và khi chúng ta để cao hơn nữa thì spotlight nó sẽ to hơn và nó sẽ là yếu hơn. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ để lên cao trước đã. Căng cái vùng da này ra và chúng ta xác định nám chân đinh. Đúng. Và chúng ta bắn. Bắt đầu chị nha. Lưu ý này, chúng ta bắn, chúng ta không được nghe chữ tách, 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 tách. Không được nghe tiếng tách, tách nha. Mà chỉ gọi là bắn nhẹ thôi. Đó, nếu mà nghe tách cái là nó sẽ kiểu rớm máu luôn đấy. Thế mọi người nhá. Và đặc biệt cái này chúng ta sẽ không để rớm máu. Không để rớm máu mà chỉ bắn hồng thôi. Rồi, thế thôi là chúng ta di chuyển và chúng ta không bắn chồng tia lên nhau. Nếu chúng ta bắn chồng tia nghĩa là chỗ đấy bị tổn thương mấy lần, nó đè lên nhau như thế thì nó sẽ gây ra hiện tượng là bị chảy máu. Chỉ cần thế thôi mọi người nha. Không, bây giờ chúng ta sẽ bắn một cách nhẹ nhàng nhất. Bởi vì đấy là những lần đầu mình mới bắn mạnh thôi. Còn bây giờ những buổi sau thì mình gọi là mình bắn nhẹ. Bắn nhẹ trên bề mặt. Đó. Đấy mọi người, khi bắn nhẹ nó cũng đỏ mà. Mọi người thấy không? Nó vẫn tác động vào cái bề mặt da của khách hàng. Chứ không phải là không. Và chúng ta sẽ bắn luôn những cái chỗ mà nám chân bì này. Nám mảng chân bì này ra bắn luôn. Đặt nhẹ nhàng thế ạ. Không bắn chồng tia nha mọi người nha. Để sát xuống một tí. Đấy, chỉ nghe như thế thôi. Mọi người nghe tiếng nhé. Đấy, như thế là hơi mạnh này. Để sát xuống một tí. Ồ, hơi mạnh người ta nhấc lên. Chỉ thế thôi, chỉ thế. Dạ vâng. Chị học bắn lúc này chưa? Chưa. Chị Trang học bắn lúc này chưa? Chỉ biết xem thôi, có bắn đâu. Rồi, và mọi người thấy này, sau khi mà chúng ta chỉ gọi bắn nhẹ nhàng mà nó cũng đỏ này. Đó. Thì khi mọi người bắn tách 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 như vậy thì nó chắc chắn nó sẽ bị tổn thương rồi. Và lưu ý là không bắn chồng tia đấy mọi người nha. Không bắn chồng tia. Bắn nhẹ nhàng. Và lưu ý là mình sẽ phải xem chỗ nào mình bắn rồi, chỗ nào mình chưa bắn. Không bắn chồng lại những cái nốt mà đã bắn rồi. Đây là laser 1064 cho nên là mọi người không cần phải đeo kính mắt đâu. Khi nào bắn 532 thì mới đau mắt. Hơi mạnh.
Lớp mình còn thiếu ai không mọi người? Chị Hòa thì sao? Quay ở lớp Neo nhỉ? Hòa xin nghỉ rồi. Ờ. Kêu đau đầu. Không, bị tiền đình kêu đau đầu, nghỉ đi em. Đăng đại lý, tổng đại lý không mất chết cho. Có học không mà cao với thấp, cao với thấp nè. Tí vào mà bắn không được nhé. Nó chỉ vỡ sắc tố thôi ạ. Khi nào mà mình bắn nám mảng ở trên nông ở trên bề mặt ấy, hoặc là mình bắn cái tàn nhang thì nó mới bong. Còn cơ chế của cái thằng này thì nó sẽ bắn vỡ sắc tố bên dưới và nó đào thải thôi. Nó đẩy lên. Qua đúng rồi. Có nghĩa là khi mình bắn như thế này vào những cái sắc tố đấy thì nó sẽ tạo ra cái tổn thương và những cái đại thực bào ở trong cơ thể chúng ta ấy, nó sẽ đến và nó sẽ ăn những cái, nó sẽ lấy đi những cái sắc tố, cái mảnh sắc tố đấy đó, và từ đấy thì nó nám nó sẽ mờ đi thôi. Chỉ thế thôi nhé mọi người nha. Đối với máy này ấy, thì mọi người cầm thì nó sẽ hơi mỏi tay. Còn sau này mọi người muốn chuyên điều trị về nám thì có cái máy laser chụp khuỷu ấy, laser NF, thì mọi người có thể là kéo cái phần đấy thì nó đỡ mỏi hơn cái cái này. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ có hai công dụng đó, vừa chết lông được mà vừa bắn laser được, thì tích hợp hai trong một cho nên là mình chịu khó thôi. Tại vì sao lại hình thành nám chân đinh ạ? Tại vì sao lại hình thành bớt nó đi mọi người? À. Và cái hình thành ở trên da nó như thế nào ạ? Tại vì sao sao nám nó lại nằm sâu mà nó không nông ở trên bề mặt? Rối loạn như thế nào em? Bình thường melanin nó nằm ở lớp nào? Ừ, lớp nào của lớp biểu bì? Lớp nào của lớp biểu bì? Đúng thật đấy chưa? Vì nó nằm thật đấy, bây giờ nó nằm ở lớp nào? À, là do là vì sao nó lại chạy sâu xuống lớp trung bì? Rồi vì sao nó lại chạy sông dưới? Hả? Mọi người? Ngọc? Tại vì sao? Ừ. Ừ. Chính xác. Do sự phân bố lạc chỗ của melanin thì nó sẽ chạy sâu vào lớp trung bì, có khi là chạy sâu vào lớp hạ bì luôn ấy mọi người. Này bắn mạnh này. Tí mọi người sẽ xem cái nốt này nha. Cái nốt này về cũng sẽ không bong. Nó chỉ đỏ lên thôi. Nó đỏ và kiểu giả ra nó bị kiểu bị dướng máu bên trong ấy.
Ngọc bắn rồi đúng không Ngọc? Để cho bắn. Ở đây ai cũng bắn hết rồi đấy, trừ những bạn mới. Mình xứ những người mới không? Chị Hà Hằng đâu nhỉ? Nhưng có cảnh hàng tuần này chị có sát không hả chị? Có vẫn sát đúng không? Mà nó sát nhẹ hơn à? Lớp trưởng đâu rồi anh ơi? Đội trật tự lại giống cái thằng bé ở trên vai tôi xây nghỉ. Rồi, chị đi học mà đi làm mà nó cứ quay cái đấy lên coi cả ngày mà người cười đứt ruột luôn. Vô Ngọc, Vô Ngọc cho mấy bạn này. Vô Ngọc quan trọng là mình học thôi. Em bắn chị gây nám ở Duyên Chám. Trong tay mang tay khác đi, chẳng sơn cái móng tay mà u tối vậy. Một đầu lắm. Ừ, cái chỗ Việt nó lâu. Để sát một tí. Ok, bắn dẫn chân. Giữ em để ấn từng kia một chỗ để ấn rồi đi cho khác xa xuống một tí nữa. Rồi chỗ đấy bắn rồi xa xuống một tí quay lại một tí nữa. Rồi thế thôi em ấn một kia thôi nha. Đây nữa rồi. Để xa bên phía. Rồi, một. Rồi. Rồi, bị bấm nhẹ nhàng hết rồi. Xa bên phía. Đúng rồi, như thế. Rồi, tiếp. Chị Hiền à? Lắm. À, người yêu tặng đấy em. Ừ, người yêu tặng đấy. Mới tán được một anh. À, chị để yên đầu cho em rồi. Nhắc đến người yêu là ấy là. Anh ấy xin lắm, năm vị. Đấy, ok rồi. Bắn chắc tay. Được không? Không bắn lại cho đi. Giữ cái dây cho chị.
máy luôn ạ. Đây. Đi bắn luôn không? Chưa chưa chưa. Đừng lắc đây anh. Mấy ca gọi ai cơ? Tiền gọi cho chị. Chịu không chịu. Đây mọi người nhìn cho em này. Cái chỗ mà bắn mạnh này, mọi người thấy không? Nó bị dướm này. Nó bị dướm nóng này. Tiếp đây này. Ờ, tí chị làm PIP luôn không? Hiền, có làm PIP không? Nói chung chị chỉ có buổi sáng thôi. Em hướng dẫn luôn ở công thức mới, không bước một thế nào. Bình thường nhá, cái phương pháp PIP nó rất là buốt hoặc là buốt không chịu được, nhưng đợt này thì em đã ra một công thức mới thì là không buốt một tí nào luôn và cực kỳ là chuẩn quy trình luôn và hiệu quả có các cái yếu tố tăng trưởng rất là cao và phục hồi rất là tốt. Tao thấy mày hít vào mày thở ra mày cùng mày đỡ. Chị Giang nghe PIP chưa? Có nghe rồi đúng không? Có cái chỗ mà mảng em nó nói đi bắn từng viên một thôi đấy, những cái mảng mờ mờ này mỡ máu, xem đi xét nghiệm lại đi. Mỡ máu mà cứ đòi giờ làm PRP hết chưa? Dạo này đã kiểm tra chưa mà lấy thì tốn máu à? Người. Làm gì có chuyện mỡ máu mà không ăn mỡ mà hết đấy, ai nói ấy. Dạo này không ăn mỡ nữa đâu. Ăn đồ nhiều vào mỡ này, xong rồi ăn nhiều tinh bột này, ăn nhiều tinh bột cũng bị mỡ máu ấy. Ừ. 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 Có muốn giảm à, có muốn tiêu mỡ nhanh không? Có mỡ nào mà tiêu chị ạ? À? Giảm mỡ trong mỡ máu này, mỡ máu, mỡ gan này, gan nhiễm mỡ này. Một thuốc uống. Không thật, thật mà ông chồng chị mỡ độ 2 kia, mỡ máu. Mỡ gan nhiễm mỡ độ 2. Chị mua thuốc con em chị đặt ở trong kia về đấy. Ông uống mà da như mỡ gà luôn. Không giảm cân nhá, không giảm cân. Nói dung. Đang làm tập trung. Hai chị em nay chịu khó luyện nhá. Nội đông y sức sinh này. Không còn sức để chị em kiếm mất chặt được quá đấy. Đúng rồi, nghe tiếng không bắn chồng kia đâu nha. Anh làm đi. Làm đi. Như thế không vậy? Người được rồi nó, tôi thông tin lại hết.
Vô. Ngọc lên chuẩn bị đồ làm PIP đi chị. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nó sẽ giúp phục hồi da tốt hơn này. Kiểu mà da đang bị nám như này nó cũng hỗ trợ điều trị nám. Da căng bóng đàn hồi và tăng sinh collagen. Da sẽ săn chắc hơn. Và những người bị lộ ra mạch ấy, thì nó sẽ làm dày da lên. Đặc biệt da bị những corticoid thì nó cũng hỗ trợ là phục hồi da cho những cái da đấy, pha những độc tố. Vì đây. Nhưng mà da nhiễm đến chỗ của anh làm sao phát hiện ra được kiểu để chế đang hiểu chuyện lắm anh cũng biết thì mình mới Ví dụ biểu hiện ban đầu của nó sẽ là kiểu ngứa nhẹ, ngứa dâm gian này, hoặc nó đỏ lên này. Chị như nào? Nghiêng đầu cho em tí. Em bắn chi vùng ở trên này chị. Tóc tai rũ rượi. Phải đeo cái đấy như bảo quên gì vậy? Vén lên em quánh nhớ mặt trận em tắt nhưng chưa biết sao tắt like thật sát có một tí sát nữa làm nghe tiếng này tiếp nữa đấy đúng rồi tiếng như này đậu cơ rồi lên nữa. Một tia nhẹ thôi một tia thôi bắn từng tia một chỗ này sót này chỗ này đã đi thôi sang một tí sang từ từ đã rồi bắn từ từ chưa đạt rồi như này đâu quên này rồi chị đã cho dung cái chỗ mà dung dễ nhìn nhất rồi đấy đặt máy vuông góc lên sang chỗ này từ chỗ đấy bắn rồi đi chân lên rồi từ ấn một chân okay. Sát là một tí. Sát là một tí. Từ từ đang chạy lộn xộn rồi đó. Bắn lộn xộn thiếu nhớ chỗ nào bắn rồi chỗ nào chưa bắn rồi xuống dưới đây 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 chỗ nào chưa bắn rồi đây thử không ạ? Cho cái này tùng váy rồi. Được, lấy găng tay của bạn này đi chị.
còn bây giờ thì mình sẽ xin phép mình kết thúc livestream ở đây ạ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người, chúng ta xin phép nhé.